Xin chào các bạn, mình tên là Trần Phương Bách, học lớp IG45. Nay mình xin trả lời cho câu hỏi: vùng nào có tỷ lệ mắc bệnh ung thư tiền tuyến thấp nhất? A. Châu Á, B. Châu Âu, C. Châu Mỹ, D. Châu Úc. Mình xin chọn đáp án A, Châu Á. Vì ung thư tiền tuyến phổ biến nhất ở Bắc Mỹ, Tây Bắc Châu Âu, Châu Úc và trên các đảo Caribe. Những yếu tố liên quan tới ung thư tiền liệt tuyến: tuổi tác, độ tuổi trung bình nam giới mắc ung thư tiền liệt tuyến khoảng 70 tuổi, tiền sử gia đình, khả năng mắc ung thư tiền liệt tuyến sẽ tăng cao hơn nếu người thân nhân nam đó mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Chế độ ăn uống, chế độ ăn chứa nhiều mỡ động vật có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến, trong khi đó chế độ ăn nhiều rau xanh có thể giảm nguy cơ mắc bệnh này. Nói sống, Châu Á có tỷ lệ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến thấp nhất, nhưng khi đàn ông từ Châu Á di dân sang Tây Phương thì nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến của người này gia tăng. Điều này cho thấy là những yếu tố bên ngoài như môi trường và lối sống có thể thay đổi mức nguy cơ mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Mình xin hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.